lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ kính bạch chư đông đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay môn học Phật pháp cơ bản phần 1 Đức Phật bài 23 Thế Tôn và duy nghiệp trong đời. Dạ con chưa thấy hòa thượng Tuệ Siêu và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay và chúng con kính cung thỉnh ngài. Dạ, kính cung thỉnh hòa thượng Tuệ Siêu. Dạ, một lần nữa không biết hòa thượng Tuệ Siêu có nghe được không? Nếu hòa thượng Tuệ Siêu nghe được, kính thỉnh ngài comment. Dạ kính bạch hòa thượng Tuệ Siêu, dạ chúng con chưa có thấy được tín hiệu của hòa thượng thì chúng con kính cung thỉnh hòa thượng cầm mic à dẫn nhập cho bài học hôm nay à. Dạ con kính cung thỉnh hòa thượng. Hồi nãy giờ chúng tôi nói quý vị không nghe được, xin hỏi quý vị có nghe được chưa? Ở chúng tôi xin nói lại. Hôm nay chúng ta học về những hình ảnh nói về cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta đọc lịch sử Phật, chúng ta sẽ thấy rằng trên thế gian này hãy còn có những cơ hội chúng phật phu thì nó còn có cái sự rối ren, cho dù rằng cái những hội chúng phật phu đó nằm ở trong những đoàn đệ tử của Đức Phật, ở đây thưa quý vị, cái hình ảnh đầu tiên mà chúng ta gặp đó là cái hình ảnh là Đức Thế Tôn ngài ngồi ở giữa rừng và có voi Parinivaka. Đến hộ độ Đức Phật bằng những cái trái cây rừng do khỉ chúa nó hái đem đến. Và cái vi nhân mà Đức Thế Tôn ngài bỏ đi được nói rõ trong kinh Pháp Cú, cái bài kinh Parichanna Ujjayanti Majjhimettha Yamamase về chỉ tát theo vị trần nan thí tát tu samanti metaga. Những người không hiểu biết chúng ta hãy kiềm chế, ai hiểu được điều ấy xung đột được lắng êm. Đó là bài kinh mà chúng ta sẽ nghe câu chuyện về các vị tỳ kheo trước của Sư Vi.
Cái hình ảnh thứ hai đó, trong bài học hôm nay, hình ảnh của các cái vị, các người sát thủ ở trên đường, họ đã quăng bỏ khí giới để đảnh lễ Đức Phật. Họ được cái sự sai khiến của Devarata, một vị tỳ kheo phản nghịch. Thì ở đây thưa quý vị, những vị tỳ kheo như Devarata phản lại với Đức Phật đã đem lại sóng gió trong cuộc đời của Đức Phật. Cái hình ảnh thứ ba đó là hình ảnh mà Đức Thế Tôn này ngồi dưới một cái cội cây trơ trọi, không cành lá, và ở xa xa là đoàn quân của vua Viduddhapha. Đức Thế Tôn này đi đến đây để này trận cái sự tiến quân trả thù của vua Viduddhapha. Bây giờ chúng ta hãy nghe đọc chánh văn của bài học, sau đó chúng ta sẽ được nghe thượng tọa và thượng nhất đẳng giảng giải rộng rãi về ba cái câu chuyện này. Xin mời cô tu nữ Tịnh Hạnh đọc cho bài học một của thầy. Dạ, xá thú Lâm Thai, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Tuệ Siêu. Dạ, con xin phép được đọc bài. Phần 1 Đức Phật, bài 23, Thế Tôn và Duyên Nghiệp trong đời. Chư Phật là những bậc đại giác xuất hiện giữa thế gian. Các ngài đến và đi sau khi tuyên thuyết giáo pháp, hóa độ chúng sanh, ngũ duyên. Con số chúng sanh được khai thị nhiều không kể xiết, nhưng vẫn là thiểu số so với chúng sanh vẫn trầm mịch trong dòng sinh tử. Phật độ người hữu duyên, có những người sanh thời Phật trụ thế, tận mặt gặp Đức Phật, thậm chí có lúc đã tu theo Phật, thế nhưng cũng không đi trọn hành trình tu tập giác ngộ giải thoát. Thậm chí có những chúng sanh tạo nên trọng nghiệp bất thiện, quay ngược lại chống đối Đức Thế Tôn. Đức Phật là Phật, trên hết và sau hết, Ngài chỉ dùng sự giáo hóa để chuyển hóa những chúng sanh hữu duyên. Nói đến duyên nghiệp thì có muôn ngàn sự trạng sai biệt. Không một vị Phật nào và cũng không có bất cứ ai có thể một mình thay đổi hết cả thế giới này. Dòng chảy sinh tử do duyên nghiệp chi phối vẫn tiếp tục với bóng tối vô tường tận của cuộc đời. Tăng chúng bất hòa. Thời Đức Thế Tôn tại thế, không phải chỉ có những cá nhân tỳ kheo không tuân thủ lời Phật dạy, mà cũng có những nhóm tăng chúng phân hóa vì sự mê chấp sai quấy. Điều này khiến Đức Phật hay các bậc thánh đại đệ tử phải dùng đến những phương cách đặc biệt để giải quyết. Tất nhiên, đây là những trường hợp rất ít so với đại đa số hàng xuất gia thời bậc đạo sư Hoằng Hóa Chánh Pháp. Một trong những trường hợp tăng chúng bất hòa được nhắc nhiều là sự việc các tỳ kheo trong một ngôi chùa ở xứ Kusamti chống đối nhau. Nguyên nhân bắt nguồn từ một câu chuyện nhỏ, một tỳ kheo bất cẩn sau khi sử dụng gáo nước mà không đốt xuống, vốn là một lỗi nhỏ trong giới luật. Một tỳ kheo khác tới sau đã ngỏ lời nhắc nhở. Việc tưởng chừng không có gì, nhưng sau câu chuyện được kể lại và lan rộng trong tăng chúng ở chùa, thầy bên trờ, nhóm này phiền trách nhóm kia, Phật tử cũng theo bên này bên kia mà chỉ trích nhau, chư thiên cũng bất đồng. Khi Đức Thế Tôn đến Kosambi, Ngài gọi các tỳ kheo đến để huấn thị, nhưng những vị ấy vì lòng hờn trách nhau đã quá lớn nên không phụng hành để hòa hợp trở lại. Bậc đạo sư đã dùng phương cách là đi một mình vào rừng để độc cư. Trong thời gian đó, một con voi và một con khỉ đã đến học Phật.
Sự ra đi vào rừng vắng của Đức Thế Tôn là thông điệp mạnh mẽ khiến những cư sĩ hồi tâm. Họ không ủng hộ những tỳ kheo bất hòa nữa, tăng chúng trong ngôi chùa đó. Khi gặp khó mới nhận ra cái sai quấy, nên phát tâm sám hối và nhờ tôn giả Ananda dẫn đi sám hối với bậc đạo sư rồi chung sống trong hòa hợp trở lại. Phản đồ mưu sát. Trong vô số đệ tử xuất gia theo Phật, cũng có vài vị sau này phản đồ, trong đó phải kể đến trường hợp của Devadatta. Đây là một tỳ kheo có liên hệ họ hàng với Đức Phật. Thời gian đầu, vị này tu tập rất tốt, thậm chí từng đắc thiền chứng và thần thông. Khi những sơ đắc trong đường tu tập không đi với tuệ giác phá trừ ngã chấp, nên trở thành nguyên nhân dẫn vào ngã rẽ, để rồi rơi vào đọa lạc. Sau này, Devadatta khởi sanh tham luyến, danh lợi, ganh tị với Đức Phật và cũng do túc duyên nhiều kiếp nên muốn thống lãnh tăng chúng bằng phương cách dựa vào quyền lực thế tục. Sau khi tham vọng mù quáng quá cao, trở nên bất chấp thủ đoạn, từ sai lầm này tới sai lầm khác, từ ác hạnh này tới ác hạnh khác, con đường tội lỗi thường lao dốc không phanh, không chỉ từ bản thân gây ác nghiệp mà còn xúi dục nhiều người khác đi vào đường sai quấy. Devadatta còn dùng tới hạ sách là mượn tay của vua Achasattu sai những sát thủ đến ám toán Đức Phật. Để không bị bại lộ và mang tiếng xấu, Devadatta và nhà vua đã đề ra một kế hoạch diệt khẩu. Sai một người thiện xạ cung tiễn đến hạ sát Đức Phật, rồi sau đó hại người khác giết sát thủ đầu tiên. Nhóm thứ hai rồi cũng sẽ bị giết bởi nhóm tiếp theo, và nhóm sai đi giết rồi bị giết như vậy để khó ai biết được chân tướng của việc mưu sát. Sát thủ đầu tiên khi định bắn tên giết Phật đã không làm được vì hình ảnh đại từ đại bi của Phật. Người đó tên đảnh lễ Đức Thế Tôn, được nghe Pháp và được Phật chỉ một con đường an toàn khác để về nhà. Những nhóm tiếp theo cũng lần lượt như vậy, tất cả từ nghề nghiệp sát thủ đã chuyển hóa thành Phật tử hiền thiện. Quyến thuộc bị hại. Dòng tộc sắc giá Thích Ca thuộc quyến thuộc của Đức Phật nổi tiếng là có nhiều bậc anh tài thao lược. Cũng chính do điểm này mà những người dòng Thích Ca thường mang niềm kiêu hãnh lớn và điều đó đưa đến thái độ phân biệt giai cấp cực đoan. Sau này, dòng Thích Ca đã trả một giá quá đắt do sự tự tôn cao độ. Một phần cũng do tiền nghiệp từ kiếp xa xưa, câu chuyện khởi nguồn chung quanh thân thế của Vasavat Khachiya. Nàng là đứa con gái ngoại hôn của hoàng thân Mahanama và nữ tỳ Nagamunda. Dù có danh phận một công nương nhưng là bị coi rẻ vì mẹ là người giai cấp thấp. Khi vua Vasenadi xứ Sokala, xứ Kosala quy y Phật thì vị này muốn cầu thân với dòng Thích Ca vốn là chư hầu của núi Kosala bằng cách gửi sứ thần sang vương quốc Ca xin cưới một công chúa. Do sự tính toán hơn thiệt, mang nặng tính phân biệt giai cấp, dòng họ Thích Ca gả công chúa Vasavat Khachiya cho vua Vasenadi. Đây là một ngoại lệ vì xưa nay người của dòng họ không kết hôn với ngoại tộc. Thái tử Quý Đu Đáp Phá là kết tinh của cuộc hôn nhân tưởng chừng như rất ngọt ngào giữa vua Vasenadi và Vasavat Khachiya. Cho đến khi nội tình được phơi bày, năm Quý Đu Đáp Phá 16 tuổi xin phép mẫu hậu về thăm quê ngoại, dù trước kia có vài lần bị ngăn cản, dòng Thích Ca đã đón tiếp đứa cháu ngoại danh giá với yến tiệc linh đình, nhưng vắng mặt tất cả những vị trưởng bối trong hoàng tộc vì mẹ của Quý Đu Đáp Phá vốn mang dòng máu của một nữ tỳ. Do tình cờ quay lại một mình tìm thanh bảo kiếm bị bỏ quên mà Quý Đu Đáp Phá nghe được thân thế của mình và mục đích sự kỳ thị của những người dòng Thích Ca. Nỗi hận biết hình thành thâm thù, cũng vì sự việc này vua Vasenadi định tước đoạt tất cả địa vị của hoàng hậu Vasavat Khachiya và hoàng tử Quý Đu Đáp Phá, nhưng vì sự khuyên giải của Đức Phật nên nhà vua đã không làm vậy. Sau khi vua Vasenadi băng hà, thái tử Quý Đu Đáp Phá nối ngôi
Và việc đầu tiên vị tâm quân muốn làm cho bằng được là lấy máu của dòng họ Thích Ca rửa nỗi nhục thân thế của mình. Với binh hùng tướng mạnh, vua Quý Ru Đáp Phá, thân chinh quyết tiêu diệt bên ngoài, biết được điều này, Đức Thế Tôn đã xuất hiện tại biên giới hai nước, ngồi dưới cội cây không bóng che mát giữa trưa nắng. Quý Ru Đáp Phá trông thấy Đức Phật liền đến đảnh lễ và hỏi tại sao không ngồi chỗ mát. Đức Phật trả lời là có bóng mát của quyến thuộc. Vua hiểu ý lui binh, hai lần sau đó sự việc tái diễn cũng có sự can thiệp của Đức Phật. Đến lần thứ tư, xét nghiệp quá khó. Đến lần thứ tư, xét nghiệp quá khứ khó tránh, nên Đức Thế Tôn đã không ngăn cản nữa. Nhiều người trong dòng họ Thích Ca bị giết, riêng Quý Đu Đáp Phá sau cuộc thân chinh sát phạt trên đường về đã bị sóng thần cuốn phân chết thảm. Biên soạn giáo trình tỳ kheo Giác Đẳng. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bụt Thầy Gia. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Thầy Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta đã đọc nhiều câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật và là người con Phật, thì chúng ta thường thích đọc những câu chuyện mà ở đó mang lại niềm hoan hỷ, nhất là trong văn hóa của người Việt Nam của chúng ta. Chúng ta nghĩ Đức Phật ở một phương diện nào đó giống như một thần linh, và không ít người đã nghĩ đến Đức Phật và chư Bồ Tát như trong văn hóa Phật giáo Đại Thừa là cứu khổ cứu nạn. Khi chúng ta khổ, khi chúng ta bị nạn, chúng ta cần cầu Phật để cứu khổ cứu nạn. Bởi vì vậy, ít bao giờ chúng ta muốn nghĩ đến một cái thực tế, đó là Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời trong cái tư cách là một vị đại giác, người đem ánh sáng chánh pháp đến để khai tâm cho muôn loài chúng sinh. Nhưng mà rồi không phải tất cả chúng sinh trong đời đều được cảm hóa, và thế gian này không còn địa ngục, thế gian này không còn có tội ác, thế gian này không còn có những cái bi kịch vốn không nên có, không cần phải có. Mà thưa quý vị, Đức Phật đã từng dạy chúng ta rất là nhiều lần là ở trong cuộc sống này có cái quy luật tự nhiên không nằm dưới chủ quyền của ai, đó là cái quy luật của duyên và nghiệp. Để có thể nhận ra điều này, chúng ta nên lấy một cái nhìn của khoa học ngày nay nói về vũ trụ bao la. Cái vũ trụ bao la mà chúng ta có thể nhìn thấy một phần nào, đó là ban đêm với những vì sao lớp trên trời. Và do bóng đêm, đặc biệt là những đêm rất tối và trời trong đó, thì chúng ta thấy những vì sao lấp lánh
và thậm chí nhìn được cả một cái dải ngân hà với rất nhiều minh tinh, tức là những ngôi sao sáng nằm gần lại với nhau, bởi vì người ta đặt là Milky Way. Nhưng mà thưa quý vị, thực tế thì những nhà thiên văn học cho chúng ta biết rằng cái ánh sáng trong vũ trụ mà chúng ta nhìn thấy đó, nó vẫn là ít ỏi so với cái bóng tối, so với một cái thế giới vật chất mà người ta gọi là dark matter, tức là vật chất tối. Vật chất này không phát ra ánh sáng, và do vậy chúng ta không thấy được những cái viễn vọng kính tối tân của nhân loại như là Hubble, Chandra, hay là bây giờ chúng ta lại đang bắt đầu có những hình ảnh của viễn vọng kính hết sức là tối tân, đó là James Webb. Thì thưa quý vị, tất cả những viễn vọng kính này đều chỉ có thể thu được những hình ảnh từ những cái thiên thể, những tinh cầu phát sáng. Tuy nhiên cái phần phát sáng đó, đó là những ngôi sao, những minh tinh, thì rất là ít ỏi so với cái mà chúng ta gọi là vật chất tối, dark matter. Tại vì sao vậy? Tại vì đó là cái bản chất tự nhiên của tự hữu. Đức Phật Ngài có dùng rất nhiều cái ví dụ về thế gian này. Ngài dùng một hình ảnh đơn giản nhất là đại chư tỳ kheo. Ở trong cõi Diêm Phù Đề này, những công viên có cây cao bóng mát, cảnh trí hữu tình thật là ít ỏi so với những cái vùng đất gồ ghề thô xấu, không có thoải mái. Cũng vậy, ở trong thế gian này, những cái điều tốt đẹp, những điều hiền thiện, những từ nó rất ít so với những điều ác xấu, so với nói điều vui so với nỗi khổ. Rồi Ngài cũng dùng hình ảnh của lông con bò so với sừng con bò. Chúng sanh tạo ác nghiệp sanh vào cõi khổ nhiều như lông con bò, so với con số chúng sanh tạo tác thiện nghiệp và sanh về cõi an lạc như sừng con bò, một cái tỷ lệ chênh là rất lớn. Ngài cũng rất nhiều lần dùng những ví dụ khác như là một ít đất ở trong tay so với đất ở đại địa, một ít lá trong tay so với lá trong rừng, vân vân. Thì cái nhìn của người Phật tử, trước nhất chúng ta phải hiểu là trong cái vô cùng vô tận của vũ trụ thì những thiên thể mà phát sáng nó không có nhiều, mà bóng tối là cái phần chính, như chúng ta nhìn thấy bầu trời về đêm vậy. Chúng sinh trong đời này có một số lượng không kể xiết đâu, nhưng mà từ quá khứ, hiện tại, vị lai, khi mà chư Phật ra đời, mỗi một vị Phật ra đời, các ngài độ một số chúng sanh hữu duyên. Chúng ta nên hiểu như vậy. Hữu duyên ở đây nói đến đủ cái khía cạnh. Thí dụ như là những người mà hữu duyên nghe Đức Phật thuyết pháp khi mà Đức Phật tại thế, và ngay cả như hôm nay chúng ta đang có mặt trong lớp Phật Pháp Buddhadhamma này mà nghe được, hiểu được, tin theo lời Phật dạy, cũng là có cái duyên lành. Duyên lành đó là gì? Đó là chúng ta đã từng được Đức Thế Tôn khi còn ở trong vô lượng kiếp Huân Tu Ba La Mật đã thi ân bố đức, đã khiến cho chúng ta được có cái duyên với Ngài. Vì vậy khi Ngài ra đời,
chúng ta có cái duyên đến với chánh pháp, lắng nghe lời Ngài dạy và kính tin theo lời dạy của Ngài. Chúng ta phải có duyên chúng ta mới được như vậy. Và trong số người mà có duyên với Ngài đó, thì có những người trực tiếp ở bên Ngài, như tôn giả Upali, tôn giả Ananda, có người ở xa với Ngài, như tôn giả Mahakachayana, có những người sanh sau đẻ muộn như tất cả chúng ta. Và cũng có những người đã từng đến, từng thâu gặt được những cái lợi lạc, rồi sau đó lại không còn như vậy nữa. Rồi có những cái lời nói xúc phạm, rồi có những hành động đại nghịch bất đạo, như là Sunakhata hay là Devaratta. Thưa quý vị, chúng tôi nói hơi dài một chút về điểm này, bởi vì chúng tôi muốn chúng ta nên thay đổi cái nhân sinh quan của chúng ta, thay đổi cái nhìn của chúng ta, thay đổi cái nếp tín ngưỡng thường dân gian của chúng ta, là thần linh, là thượng đế, là Phật, là bất cứ vị nào đó, thì luôn luôn có khả năng thay đổi tất cả. Thưa quý vị, chỉ một lý luận nhỏ thôi thì chúng ta cũng thấy điều này. Nếu thần linh hay chư Phật hay thượng đế mà có thể thay đổi tất cả, thì dường như các ngài đó không có từ bi. Tại vì thế gian này quá nhiều khổ, quá nhiều tội ác. Nếu các ngài từ bi thì các ngài đã làm hết rồi. Nhưng mà không. Đức Phật Ngài dạy rất rõ, Ngài chỉ con đường giác ngộ. Nhưng mỗi chúng ta là cần tự đi, cần nỗ lực để đi theo con đường giác ngộ đó. Và chúng ta không nỗ lực, chúng sanh không nỗ lực, thì chúng sanh không có những cái thành tựu như vậy. Phải có cái hiểu biết rất rõ về điểm này thì chúng ta mới có thể hiểu được một phần rất là tế nhị trong cuộc đời của Đức Phật. Cũng như là quý Phật tử đã nghe Chư Tăng nói rất là nhiều lần, là Đức Phật Ngài hiểu rất rõ về duyên, về nghiệp, về tâm của chúng sinh, và Ngài dạy những điều đó. Nhưng mà không phải là Ngài hiểu được tâm rồi sửa dụng tâm thức. Không phải Ngài hiểu được cái nghiệp rồi Ngài thay đổi tất cả cái nghiệp. Không phải Ngài nói về phiền não rồi bỗng nhiên Ngài chỉ đưa tay lên là tất cả chúng sanh hết phiền não. Nó phải là qua một cái quá trình. Nó cũng giống như thưa quý vị, chúng ta thấy rất nhiều trường hợp là những người như ông cha, ông thầy rất tốt, dạy học trò rất đông đảo, nhưng mà con mình đôi khi nó hư, nó có những đứa hư mình cũng không dạy được. Nó có nghiệp riêng của nó. Và chúng ta phải hiểu được điều này. Và ngay bản thân của Đức Thế Tôn, khi mà Ngài còn thân năm quẩn, còn gọi là trong cái tình trạng thái gọi là hữu dư y niết bàn đó, thì cái quả của nghiệp quá khứ một số vẫn theo và vẫn trổ quả đối với Ngài. Thứ giờ chúng ta đọc lại ba câu chuyện ngày hôm nay để một lần nữa nhắc chúng ta thấy rằng sự hiểu biết, cái tầm nhìn và cái thái độ sống của chúng ta nó phải vượt lên trên cái vui buồn bình thường. Bởi vì sao? Một bậc đại giác, đại ân, đại đức, đại phước như Đức Phật mà vẫn còn trải qua một số những cái chứng duyên, nghịch duyên trong cuộc đời. Không có một chúng sanh nào, không có một ai sanh ra đời này mà phước đức nhiều như Đức Thế Tôn. Nhưng mà cũng không có ai trong cuộc đời này mà so sánh với Đức Thế Tôn về phương diện cái năng lực giáo hóa chúng sanh. Thế mà Đức Thế Tôn cũng vẫn còn gặp những chiến duyên nghịch duyên. Đừng nói về chúng ta, chúng ta biết hay không biết thôi. Đôi khi mình nói một người nào đó là
thật là có phước quá, đời sống hoàn hảo quá, có những việc chúng ta không biết hết đâu. Và đặc biệt là riêng đối với Đức Phật là một bậc thiên nhân chi đạo sư, ngài với cái vai trò bậc đạo sư hoàng hóa mà thay đổi cả một cái vùng đất gọi là chiếc nôi của nền văn minh Ấn Độ thời bấy giờ, khắp cả châu thổ sông Hằng và những vùng lân cận. Thế nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là vì vậy mà ngài không gặp những cái chứng dương nhiệt kịch duyên. Nhưng mà cái cách giải quyết của ngài nó rất khác với tất cả chúng ta. Vua Udena tại xứ Kosambi là một người theo Phật. Hậu lại là một đệ tử thuần thành với Đức Phật. Nhiều vị vua chúa, nhiều vị trưởng giả phú hào, nhiều vị có thế lực quyền uy trong xã hội thời bấy giờ là đệ tử cư sĩ của Đức Phật. Nhưng mà không phải là vì vậy, khi mà Đức Phật ngài gặp những cái nghịch duyên chứng duyên, ngài kêu gọi cái sự ra tay hỗ trợ của những người đó trong vai trò hộ pháp, không có. Chúng ta ngày nay đôi khi trong chùa chiền gặp có vấn đề đó thì chúng ta còn nhờ đến người này người kia, nhưng mà Đức Phật ngài đã giải quyết những việc đó bằng chính tự thân của ngài. Và những gì mà ngài làm, những gì mà ngài giải quyết đó, nó để lại cho chúng ta những bài học vô giá, những điều rất là có ý nghĩa. Vì vậy chúng ta rất cần đọc bài học này. Chúng ta đọc về Đức Phật và những duyên nghiệp trong đời. Duyên nghiệp đó là của chúng sanh và của chính ngài, của cái vui và của cái buồn, của cái thuận và cái nghịch theo thường tình. Nhưng mà Đức Phật là bậc đại giác, ngài đã xử trí như thế nào, ngài giải quyết sự việc như thế nào. Điểm này rất là tế nhị, nó không giống cái nhìn thường tình của đa số chúng ta. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là việc tăng chúng bất hòa. Nói một cách nặng nề hơn là sự chia rẽ của tăng chúng. Tất cả những tôn giáo và cũng như tất cả những cộng đồng, dù là mang tính xã hội hay quốc gia trên thế giới này, thì luôn luôn bắt buộc là phải đối diện với những giai đoạn. Giai đoạn đó là dẫn đến sự phân hóa sau thời kỳ phát triển mạnh. Và phải có cái tầm nhìn này thì chúng ta mới hiểu được cái sự thể, cái gì đã xảy ra, và cũng chúng ta phải chuẩn bị để chấp nhận những điều đó. Thật ra thì câu chuyện mà chúng ta được nghe nó không phải là một chuyện lớn, nhưng mà nó là một câu chuyện nổi bật, được nhắc nhiều. Đúng bây giờ thì ở tại Kosambi là một cái quốc gia mà tương đối có nhiều câu chuyện được nhắc trong kinh Phật, mà chữ Hán gọi là Kiều Thượng Di. Dạ, quý vị nghe đó, thì Kiều Thượng Di là âm của chữ Kosambi. Thế tại đây thì có một ngôi chùa. Ở trong ngôi chùa này, thưa quý vị, tăng chúng vốn sinh hoạt tu học rất là bình thường như những ngôi chùa khác. Nhưng mà có một lần thì có một việc rất nhỏ xảy ra liên quan đến một cái gáo nước. Một vị tỳ kheo đi nhà vệ sinh, sau khi sử dụng nhà vệ sinh xong thì bước ra bên ngoài, đã không úp cái gáo nước xuống. Mà theo giới luật thì làm như vậy là không đúng, bởi vì cái gáo nước úp xuống đó, thì nó mới tốt cho vị kế tiếp sử dụng, nó không giữ lại những nước tồn động mà nó làm khô cái gáo đi, giữ cái gáo được lâu. Và đôi khi một cái gáo mà không có người sử dụng mà để ngửa lên lâu quá thì sẽ sinh ra muỗi, sinh những loài côn trùng. Nói chung là hãy sử dụng cái gáo nước thì cần phải úp xuống. Đó là điều được ghi trong giới luật, và cũng là một điều rất là nên làm theo cái thường thức ở bên ngoài. Nhưng vì tỳ kheo này
do cái sự vô tâm, không có đủ cái sự cẩn trọng, nên nhất thời đã để cái gáo nước như vậy mà không ấp xuống. Thì vừa đi ra, một vị tỳ kheo khác lại bước vào sử dụng nhà vệ sinh. Và thưa quý vị, khi vị đi sau bước vào thì thấy cái gáo nước không ấp xuống, thì vị này mới xoay ra nói với vị tỳ kheo đã vừa rời, nói: này hiền giả, hiền giả đã để quên không ấp cái gáo nước xuống, lần sau được hiền giả nhớ để ý. Ở đây không phải chỉ là một điều đơn thuần mà lại là một điều liên quan tới giới luật của chúng ta. Đó là sự nhắc nhở thôi, nhắc nhở một vị tỳ kheo cùng tu trong chùa. Thì vị tỳ kheo kia nghe nói như vậy thì đã cảm ơn và nói rằng lần sau sẽ ráng lưu tâm. Nếu câu chuyện chỉ có vậy thì không có chuyện gì hết. Nhưng mà cái vị tỳ kheo mà đã nhắc, nó nhắc cho vị tỳ kheo bạn đó, vị tỳ kheo cùng chùa đó, thì vị này lại vốn là học trò của một vị chuyên về luật ở trong chùa. Và câu chuyện mà chúng ta được biết nhiều hơn đó là ở trong chùa vốn có hai vị. Một là vị pháp sư chuyên giảng kinh, giảng pháp, và một vị tuyên luật sư là chuyên về giới luật. Và vị pháp sư thì có một số đông các vị tỳ kheo là đệ tử, và vị luật sư cũng có số đông tỳ kheo cũng theo học luật. Cả hai vị đều là người có kiến thức và đều có cái tuổi đạo. Thì thưa quý vị, cái vị tỳ kheo mà đã nhắc nhở vị tỳ kheo kia là đệ tử của vị luật sư, và vị tỳ kheo mà đã quên để cái gáo không ấp xuống là đệ tử của vị pháp sư. Khi mà vị tỳ kheo giữ vị luật sư trở về đó, trong một lúc nào đó cũng vì không có cẩn trọng đã dạy luật cho các vị tỳ kheo khác và đem cái chuyện cái gáo nước không ấp kể lại, thì những cái người thuộc đệ tử vị luật sư đó lấy đó làm một cái chuyện ra để nói. Thí dụ như nói rằng: thấy không, mình giảng pháp nhiều nhưng mà nếu mình không có chánh niệm, không để ý thì vẫn vi phạm luật như thường. Thật ra rất là cần là phải học, dù là học pháp giỏi rồi, học kinh điển giỏi rồi, nhưng mà rồi cần cũng cần phải có cái quan tâm về giới luật, và đặc biệt phải có chánh niệm thì mới tránh những cái khinh suất như vậy. Từ cái chuyện bé xé ra to, bởi vì quý vị biết là mình nói lầm lỗi sau lưng người khác, nói từ chuyện này qua chuyện kia, thì dần dà cái chuyện đó nó lại đến tai của cái vị tỳ kheo vốn đã quên mình. Và thưa quý vị, vị tỳ kheo mà quên mình để không ốp xuống nữa, nghe như vậy thì lại nổi giận, nghĩ rằng cái vị kia ban đầu mình rất là kính trọng, vì nó nhắc mình đã xin lỗi, xin sám hối, và cái chuyện đó không đáng phải đem bêu xấu, đem nói sau lưng như vậy, và bây giờ đem nói cùng cả chùa hết, thật là một người không biết điều. Do đó vị tỳ kheo này vì cái sự tức giận đã nói với những người bạn cùng thầy với mình là mấy việc kia tuy là học lực, cái gì cũng giữ luật hết, nhưng mà tâm địa hẹp hòi, tâm lượng không có rộng rãi, tâm lượng không có bao dung, tâm lượng xấu nữa, chỉ có cái chuyện cái gáo nước thôi mà làm lớn chuyện đi nói xấu người ta như vậy. Thì thưa quý vị, từ những cái chuyện không đáng, chuyện bé xé thành to, rồi học trò bên học trò, những vị tỳ kheo trong cùng một nhóm bên với nhau,
Rồi đến đây vị hai vị thầy luật sư và pháp sư, thì phủ huynh phủ nguyện với huynh nguyện. Ông thầy nghe xong thì luật sư cũng có lý do để bênh vực học trò của mình, và vị pháp sư cũng có lý do để bênh vực học trò của mình, và bên nào cũng có lý hết. Rồi các vị tỳ kheo tự nhiên trong cái không khí rất là sống rất là hài hòa, bây giờ trở thành chia đôi phân hóa, nhóm một bên luật sư, nhóm pháp sư, trở nên gay gắt, trở nên cay đắng với nhau. Câu chuyện là chưa dừng ở tại đó. Khi mà các vị tỳ kheo bất hòa là lôi theo cư sĩ, những người cư sĩ thấy chư tỳ kheo không có sinh hoạt chung với nhau thì hỏi tại sao. Thì cả hai bên đều đem cái sự kiện đó, một bên này nói bên kia là vốn không có lòng tốt trong gìn giữ giới luật, còn bên kia nói bên nọ là cái bên kia vốn hẹp hòi, cái chuyện không đáng mà đem ra để biêu, dùng để biêu xấu vân vân. Thì rốt cuộc các vị cư sĩ thấy hai nhóm nhóm đầu cũng đúng hết, là bởi vì thấy bên nào cũng đúng hết nên những vị cư sĩ cũng chia làm hai, bên bên này và bên bên kia. Một cái chuyện kỳ cục hơn nữa thưa quý vị là chư thiên ấy, thấy được kể chư thiên trong chùa, cư sĩ gửi cho chùa thì chư thiên rồi mà cũng bất đồng, cũng theo bên này theo bên kia, rốt cuộc là không phải chỉ những người xuất gia cư sĩ phân hóa mà chư thiên cũng chia rẽ, lôi vào trong cuộc. Chuyện nó như vậy, tất cả chỉ vì một ít nước trong cái gáo. Thì thứ gì khi mà tình hình nó ngày càng trở nên tồi tệ đó, thì chuyện có đến tay Đức Phật, và Đức Phật gọi chư tỳ kheo. Ngài đến Cô Sâm Lý và Ngài gọi chư tỳ kheo. Mà quý vị biết là con người mình đó, bình thường thì tương đối thưa quý vị rất là dễ thương, dễ bảo, dễ nói. Nhưng một khi mà đã rơi vào trong tranh chấp rồi đó, thì nó lại trở nên cay cú, trở nên nặng nề, trở nên khó nói, khó dạy lắm. Về điều này thì chúng ta nên hiểu, chúng ta nên hiểu cái gọi là cái ma lực của sự phân hóa chia rẽ. Chúng tôi lấy một ví dụ như ở tại Mỹ, chưa bao giờ một người, chúng tôi sống ở Mỹ lâu năm mà chúng tôi thấy người Mỹ họ chia rẽ như tình trạng hiện nay. Và dĩ nhiên là cộng đồng người Việt thì cái sự chia rẽ ngày nay rất là nặng nề, mà chúng tôi nghĩ rằng chắc mất cũng vài chục năm nữa đó thì nó mới trở lại bình thường. Thì có vấn đề là một số người, nói là đa số người Việt Nam ở tại Mỹ thì họ rất là ủng hộ Tổng thống Donald Trump, và một số người khác, và nhất là những người trẻ đó, thì họ rất là bất mãn với việc này. Mà không phải người Mỹ, Việt Nam không bằng người Mỹ cũng vậy. Dạ. Và chưa bây giờ cái chính trường Mỹ trở nên khốc liệt như hiện nay, là có những cái vị mà thượng nghị sĩ hay dân đặc biệt dân biểu đó, là họ bất chấp ngày xưa là họ nói chuyện còn có chừng mực, còn bây giờ không có chừng mực, mình sẵn sàng nói những điều trắng trợn vu vạ, những điều gì là do tại sao, do vấn đề phe phái hết. Chúng tôi làm việc ở trong Giáo hội Nông Thống Nhất á, cũng nhận ra rất nhiều những trường hợp xảy ra điểm này, là thường khi nhóm A và nhóm B chống đối với nhau chẳng có lý tưởng gì đẹp đẽ hết, chẳng có cái lý do gì mà thiêng liêng hay là trọng đại hết, vì tinh thần phe nhóm thôi. Phủ binh phủ nguyện bên nguyện, nhóm này bên nhóm kia, ví dụ như là vì một nhóm chư tăng ni người Huế thì không thích
Bình Nam Ngãi Bình Phú. Nhóm Bình Nam Ngãi Bình Phú thì không thích nhóm Huế vậy thôi, nhưng mà chống với nhau vì phe nhóm thôi, chứ chẳng có lý tưởng, chẳng có điều gì quan trọng hết. Nhưng mà lúc đó người ta sống chết, quý vị, sống chết. Tại vì sao vậy? Cái đó người miền Nam gọi là hăng tiết bịch. Hăng tiết bịch có nghĩa là lúc mà người ta người ta tranh chấp, ta chia rẽ, ta hăng máu lên rồi thì là bất kể. Cái này chúng ta rất là khó nói. Khó nói, nó có cái ma lực. Có nhiều người nói với chúng tôi là những người đi Las Vegas đó, đánh bài mà giống như càng thua càng đánh, giống như có ma nhập vào người mình vậy đó. Nhưng mà thực sự không phải chỉ đánh bài đâu. Cái chuyện mà chia rẽ, phân hóa, tranh chấp lời qua tiếng lại đó, có nhiều khi con người giống như ma nhập vậy đó. Nó phải 50 năm sau nhìn lại thấy nó không có gì hết. Nhưng mà ngay lúc đó thôi là dở sống dở chết. Nghĩa là không đổi trời chung. Chúng ta nói như vậy. Thì những vị tỳ kheo này cũng vậy. Khi mà Đức Thế Tôn khuyên thì các vị tỳ kheo thậm chí nói một cái lời nói rất là phạm thượng. Mà Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn đừng nhọc sức. Cái chuyện này của tụi con để tụi con giải quyết. Quý vị thấy chuyện tỳ kheo mà có Đức Phật tại đó nói những cái lời nói như vậy thiệt là chúng ta cũng hết biết. Rồi sau ba lần huấn thị mà chư tỳ kheo không nghe thì chúng ta biết Đức Phật Ngài đã làm một việc mà khó có thể tưởng tượng ra, là Ngài đã lên đường đi một mình. Một mình thôi. Thậm chí không có cho thị giả biết. Thì tôn giả Ananda biết. Ngài đi một mình vào trong rừng. Vào trong rừng Pariyaya. Và tại trong rừng Pariyaya này, Ngài đã an cư một mình. Và Ngài sống giữa rừng sâu như vậy. Thì trong kinh có ghi lại là trong thời gian đó có một con voi chúa và có một con khỉ chúa đã đến để hộ độ Đức Phật một cách là cúng dường những cây trái như vậy. Và sự ra đi của Đức Phật vào trong rừng sâu đó đã nói lên một điều rất là mạnh mẽ, đó là các vị xuất gia và cư sĩ đang điên cuồng chạy theo cái sự tranh chấp. Bởi sự tranh chấp đó nó không còn mang ý nghĩa đúng sai phải quấy chánh tà nữa, mà đối đơn thuần đó là một cái sự cuồng nộ của ma lực có tranh chấp. Và cái người đầu tiên tỉnh ngộ là các vị cư sĩ. Các vị cư sĩ khi mà không thấy Đức Phật và biết Đức Phật đi vào rừng rồi, thì các vị cư sĩ chợt nghĩ rằng, ủa tại sao lạ vậy? Tại sao Đức Phật Ngài không có tán thán, không đồng tình sự phân hóa này, mà Ngài đã ra đi? Mình là vị cư sĩ, là quy tam bảo, hộ trì Phật pháp, mà sao là còn theo bên này đã phá bên kia, theo bên kia đã phá bên nọ? Và những vị cư sĩ đó đã đồng tâm với nhau là từ nay không có tiếp tục ủng hộ cho các vị tỳ kheo chia rẽ nữa. Thưa quý vị, nó có những trường hợp, nó có những trường hợp như vậy là chư tăng là một cái tác nhân để hóa giải những cái hệ lụy của cư sĩ. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp các những người cư sĩ là một tác nhân để đem lại sự hòa hợp tăng. Ở trong quá khứ đã xảy ra từ thời vua A Dục, hay là bên Thái Lan cũng vậy. Những vị vua chúa hộ pháp, những cư sĩ hộ pháp đôi khi phải dùng tới cái ảnh hưởng thế tục đó để chư tăng ngồi lại với nhau. Ở Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Ấn Độ đều có sự xảy ra hết. Thì quý vị biết là chư tăng ấy, thì sống nhờ vào những người cư sĩ, bởi vì người cư sĩ là cúng dường tứ sự
Bây giờ những vị cư sĩ đều đồng lòng với nhau là Chư Tăng mà tiếp tục chia rẽ thì không có xứng đáng, không có lý do gì người cư sĩ lại tiếp tục hộ trì để Chư Tăng chia rẽ như vậy. Và cái thái độ này của những người cư sĩ đã khiến cho các vị tỳ kheo thức tỉnh. Và cuối cùng các vị này đã đến gặp Tôn giả Ananda, xin Tôn giả Ananda tìm cách để đưa các vị vào rừng gặp Đức Thế Tôn, sám hối và rồi trở về, Đức Phật ngày trở về sau khi mọi sự việc đó được đâu ra đó. Câu chuyện này nó cũng nhắc cho chúng ta hiểu là ở trong tất cả những cái hệ lụy của chia rẽ phân hóa đó, nó đều có cái ma lực, nó đều có một cái lực đẩy rất mạnh mẽ mà khiến cho những người trong cuộc đôi khi cảm thấy say sưa, cảm thấy vô cùng hứng thú, vô cùng mong muốn để chỉ trích bên này, bên vực bên kia. Nhưng mà rốt cuộc nó chỉ dẫn đến những cái hệ quả đau thương, những hệ quả tai hại, một cái lời lọc gì hết. Và phải tỉnh táo lắm, phải rất là tỉnh táo để mới có thể tránh thoát điều này. Còn nếu không thì cứ càng lúc càng gây ra nhiều cái thương tổn, càng lúc càng gây ra sự việc thêm trầm trọng. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước sang câu chuyện thứ hai mà chúng ta đã có đề cập ở trong bài học cơ bản hôm nay. Câu chuyện này xảy ra 7 năm trước khi Đức Thế Tôn viên tịch, tức là năm đó Đức Thế Tôn khoảng 73 tuổi. Và lúc bây giờ thì như chúng ta biết rằng trong số những hoàng tử của dòng Thích Ca xuất gia theo Phật thì trong số đó có một vị là Devadatta, mà chúng ta biết là Devadatta. Vị này là em, là anh của công đương Yasodhara, tức công chúa Yasodhara. Vừa là anh em chú bác, mà vừa là anh vợ của Thái tử Siddhartha. Thời gian đầu Devadatta xuất gia, thưa quý vị, bởi vì là một người đã có tu tập Ba La Mật rất nhiều, nên khi có những cái tiến bộ rất là đáng kể ở trong sự tu tập. Vị này chứng thiệt và có được thần thông, và thậm chí nhận được lời tán thán về phẩm hạnh từ một số các vị, là ngay cả Tôn giả Xá Lợi Phất cũng tán thán. Nhưng mà rồi có thiền chứng, có thần thông, là những cái sở đắc. Những cái sở đắc này, nếu mà mình tu một chiều thôi, nó có thể dẫn đến tình trạng là tự tán hủy tha, tức là khen mình chê người, hay là thổi phồng cái cá tính của mình, cái kiêu mạn của mình. Bởi vì có một vị đệ tử Phật mà lúc tu tập mà được Đức Phật rất tán thán là cái khả năng nhìn lại đó, hồi quán đó, đó là Tôn giả Sariputta, Tôn giả Xá Lợi Phất. Khi mà Ngài đi qua những thiền chứng, mỗi thiền chứng Ngài đều có khả năng nhìn lại, và Ngài thấy được cái bản chất phù du, bản chất vô thường, cái bản chất mà nó vốn sanh ra do duyên thì diệt ra duyên. Ngài hoàn toàn không có một cái tư chấp, một cả chấp đối với cái sở đắc của mình. Nhưng riêng Đề Bà Đạt Ra thì lại không có cái tuệ giác đó, lúc đó thôi. Nên khi đắc thiền, đắc thần thông rồi, thì thưa quý vị, vị này lại
rơi vào trong một cái sự trạng là khởi tâm nặng về tôi, nặng về ta, nặng về ngã chấp. Và từ cái nặng về ngã chấp, vị này lại thấy rằng mình xứng đáng để có được cái nhiều hơn. Và một ở trong những điều đó, đó là thu phục Thái tử Ajatasattu, con của vua Bình Sa Vương. Nhưng mà thu phục Thái tử Ajatasattu bằng thần thông của mình chưa đủ, vị này còn nuôi một cái giả tâm khác, đó là làm thế nào mời người học trò của mình, tức là Ajatasattu, trở thành vua của vua Ma Triệt Đà, là vua khủng bệnh thời bấy giờ. Tức là về mặt đời á, thì mình có một đệ tử, đệ tử ngự trị một vua bất mạnh nhất thời bấy giờ. Và về bản thân của mình lại trở thành vị giáo chủ đứng đầu tăng chúng. Và do hai cái ác niệm này mà Đề Bà Đạt Đa đã bài mưu tính kế cho Ajatasattu giết cha đoạt ngôi, làm nên việc đại nghịch bất đạo, tức là tống giam vua Bình Sa Vương rồi giết cha của mình. Mặc dù vua Bình Sa Vương từ đầu chí cuối thì một lòng thương con. Đề Bà Đạt Đa cũng nghĩ đến cái chuyện làm sao để Đức Phật ngài chết sớm đi. Thì với cái uy tín của mình bây giờ, sự nổi tiếng của mình bây giờ, đồng thời với sự yểm trợ của Bồ Tát Thế, thì Đề Bà Đạt Đa nghĩ rằng mình sẽ là ở trong cái địa vị đệ nhất tôn sư để thay thế Đức Phật, để trở thành vị thống lãnh tăng già. Quý biết là con người khi mà có những cái khát vọng mù quáng, những tham vọng mù quáng rồi thì thật sự không còn biết trời đất là gì hết. Mặc dù cái chuyện đó là chuyện muôn muôn ngàn, một trong muôn ngàn thứ không thể xảy ra được, không thể xảy ra. Vì rất nhiều những đại đệ tử Đức Phật bây giờ còn đó, mà cũng thế nào mà ai giết được Đức Phật hết. Nên Đề Bà Đạt Đa đề nghị như vậy. Và làm sao để giết Đức Phật mà không bị mang tiếng, thì Đề Bà Đạt Đa đưa ra một cái gọi là sự mưu sát, bằng là mượn tay của A Xà Thế để cử đi một sát thủ. Sát thủ này rất là thiện xảo về bắn tên, làm sao khi mà Đức Phật ngài sống ở trong núi một mình thì vào hạ sát Đức Phật bằng mũi tên. Nhưng mà để bảo đảm là sau này người đó không có tiết lộ là mình đã nhận được cái lệnh của nhà vua đi giết Đức Phật, một điều mà có thể gây bất lợi cho cả Đức Phật và cả Đức Vua và Đề Bà Đạt Đa khi mà Đức Phật chết đi đó, vì bị hạ sát đó, là sau khi người sát thủ đó giết được Đức Phật rồi thì vua sẽ cho hai sát thủ khác đi theo người sát thủ thứ nhất, giết người đó đi, đi diệt khẩu. Nhưng mà hai người sát thủ mà đi giết người sát thủ nhất thì cũng chưa bảo đảm lắm, mà còn nhóm thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu tiếp tục để này giết nhóm kia, nhóm kia giết nhóm nọ. Mà ở trong kinh dùng tới con số 16. Nhóm 16 nó là một con số, nó hư số, tức là không phải là có 16 giống mà rất nhiều giống như vậy đó. Lớp lan nhiều giống như vậy, giống này giống kia, để cuối cùng nó là một cuộc truy sát lẫn nhau giữa các sát thủ, và người ta mất đi cái đầu mối ban đầu đi. Đó là mưu kế. Nhưng mà cái tay xạ thủ mà thiện xạ đó, về cung tiễn đầu tiên đến, thì khi mà đứng từ xa vương cung nhắm Đức Phật thì bỗng nhiên trong người nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật, ở trong người tê cứng lại hết,
mà lúc bây giờ nhận ra rằng đây là một việc không thể làm được, là một việc mà tội lỗi vô cùng. Và với cái tâm thành kính hướng về Đức Phật, cuối cùng người đó đã đến quỳ lại Đức Phật và được Đức Thế Tôn an ủi, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho nghe, và đồng thời Đức Thế Tôn cũng nói người đó là đừng về con đường đó, tại vì trở về con đường đó sẽ bị giết, hãy đi con đường khác đi, an toàn hơn. Thì quả thật người đó nghe lời, người đó trở về nhà được bình yên. Rồi những người sát thủ nhóm thứ hai mà được lệnh đi giết nhóm thứ nhất, người thứ nhất á, thì cũng đi vào tình trạng là họ chờ lâu quá không thấy người kia về, và tìm đến thì tìm đến nơi cái mục tiêu thì gặp Đức Phật và cũng được Đức Phật giáo hóa. Rồi nhóm thứ ba cũng vậy, thứ tư cũng vậy, và tất cả mọi người, nhóm mọi người, tức là tất cả những sát thủ đều được Đức Thế Tôn cảm hóa và thuyết pháp cho nghe, rồi chỉ con đường an toàn trở về. Dĩ nhiên sau này thưa quý vị, Đề Bạt Đa sau cái mưu sự bất thành đó đã có nhiều cái mưu đồ khác, như là thả voi sai Nala để toàn giết Đức Phật khi này cất thực, hoặc giả là như chúng ta được học ở trong kinh Tương Ưng, đó là Đề Bạt Đa đã nhân Đức Thế Tôn đi trên con đường ở trên triền núi, đã ở trên cao phục kích, xô một tảng đá lớn định giết Đức Thế Tôn. Câu chuyện ấy dài lắm, nhưng mà thưa quý vị, chúng ta chỉ nói một chi tiết rồi chúng ta chuyển sang câu chuyện kế tiếp, là ở cuối đời Đề Bạt Đa đó, sau khi mà phạm những cái nghiệp gọi là trọng nghiệp bất thiện, như là làm thân Phật giải máu, chia rẽ tăng, thì ngày cuối cùng Đề Bạt Đa đã nhờ học trò khiêng mình đến chùa Kỳ Viên, và trước khi bị đất sụp chết hoàn toàn thì Đề Bạt Đa đã đưa tay lên, đã chắp tay lên và nói một câu quy y Phật, nương tựa ở Đức Phật. Và do câu nương tựa Đức Phật này, nó lại là một cái phúc nghiệp cuối cùng mà Đề Bạt Đa làm. Tại vì sau khi thời gian dài nhiều đại kiếp sống trong địa ngục, thì Đề Bạt Đa sanh lên trở thành một vị độc giác Phật. Và theo trong sớ giải cũng như trong kinh Milinda Pandha, tức là Milinda Vấn Đạo đó, là chính do cái hành động quy y Phật cuối cùng này mà Đức Thế Tôn đã cho Đề Bạt Đa thọ đại giới, mặc dù Ngài biết rằng đây là con người vốn có nhiều quan kết trong quá khứ. Cái chuyện mà Đề Bạt Đa đã bắt đầu có quan kết của Đức Bồ Tát trong tiền kiếp xa xưa thế nào thì quý vị cũng đã nghe Chư Tăng thử nói, chúng tôi không kể lại để mất thì giờ. Đó là câu chuyện của hai người đi bán đồ, bán ve chai, nhưng mà rồi một người vì tham mà mất đi cái nguồn lợi, một người thì là vì cái tính chân thật mà được lợi, và rốt cuộc nó tạo nên một cái quan kết nhiều đời nhiều kiếp. Thứ vị đó là một điểm thứ hai. Và cũng theo trong kinh đó, thì những gì mà Đề Bạt Đa làm đó, nó đều có ít nhiều liên hệ đến cái nhân quả của Đức Bồ Tát ở trong kiếp quá khứ xa xưa, trong cái hành trình dài vô lượng kiếp đó, thì Ngài cũng có những tạo những số ác nghiệp mà nó còn dư sót lại và nó trổ. Đề Bạt Đa đã không giết được Đức Phật, chỉ có một mảnh đá phụng làm chân Phật chảy máu, nhưng mà rồi cuối cùng rồi thì Đức Phật là Phật, giáo pháp vẫn hưng thịnh, Đề Bạt Đa cũng đã không làm được cái chuyện mà chia rẽ tăng như mình mong muốn, tức là có chia rẽ nhất thời
500 vị tỳ kheo, nhưng rồi tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên cũng đã đi gọi những vị tỳ kheo đó về và đã cải hóa những vị này. Bây giờ chúng ta nói sang câu chuyện thứ ba, nó cũng là một cái bi kịch, nó cũng là một cái câu chuyện về cái nghiệp lực vận hành mà có bao nhiêu kịch duyên chướng duyên. Đó là câu chuyện bắt nguồn từ một cái vị công nương có tên là Visaphat Khachiya. Vị này là một công chúa ở trong dòng Thích Ca, nhưng mà không phải là một người, một vị công chúa như những công chúa khác, mà đây là một đứa con ngoại hôn của ông hoàng Mahanama và một nữ tỳ. Câu chuyện này nếu mà ngày nay chúng ta kể trong một cái xã hội khác thì nó cũng có gì, nhưng mà riêng ở trong cái xã hội Ấn Độ, một xã hội nặng về tính giai cấp từ ngàn xưa tới hôm nay đó, thì cô học chúa này không có được một điều rất là quan trọng, đó là cái sự thanh tịnh huyết thống. Thanh tịnh huyết thống mà theo quan niệm người Ấn Độ có nghĩa là cha ở giai cấp cao quý, mẹ ở giai cấp cao quý, thì sanh ra con mới là cao quý và không có cái sự ô nhiễm được huyết thống. Nhưng nếu cha là giai cấp cao mà mẹ là giai cấp thấp thì sinh ra gọi là ô nhiễm huyết thống, không có thanh tịnh huyết thống. Tại ra công chúa Vipassa Kattiya này, tuy là công chúa con của Mahanama, nhưng mà lại là có mẹ là một nữ tỳ. Và dĩ nhiên là có cuộc sống cũng giàu có xa hoa, nhưng mà ở trong hoàng tộc thì có cái kỳ thị. Sự kỳ thị ngày nay này nó cũng là một vấn đề một vấn đề rất là nhạy cảm của di chuyển của hoàng nhà Anh vậy, với mê kịch. Thưa quý vị, lúc bây giờ thì Đức Thế Tôn đã đem ánh sáng Phật Pháp về với xứ Cô Xá Lá hay là Kiều Tát La, và vua với xứ Cô Xá Lá là vua Bà Sê Na Đi chẳng những quy y Tam Bảo mà đặc biệt rất là thương kính Đức Phật. Và do thương kính Đức Phật nên nhà vua muốn rằng mình bằng cái này hay cái đó khác cũng là quyến thuộc của Đức Phật, nên nhà vua mới làm cái cầu thân. Cầu thân ở đây tức là muốn xin cưới một công chúa của dòng Thích Ca. Thật sự là vương quốc dòng Thích Ca là một vương quốc nhỏ, là chư hầu của xứ Cô Xá Lá. Thì trên phương diện nào đó đó thì vua Pasenadi là đại đế, là cao trọng, mà đi cầu thân với một chư hầu thì chuyện bình thường thôi. Nhưng mà đối với dòng Thích Ca chuyện nó không bình thường, tại vì dòng Thích Ca đó là một cái giống dân Arya rất là nách về mặt văn tài võ lược. Và chẳng những vậy mà dòng Thích Ca đó có một cái niềm kiêu hãnh rất lớn về dòng tộc của mình. Trong rất nhiều thế hệ thì trong dòng Thích Ca chỉ cưới gả với nhau ở trong dòng tộc. Người Ấn Độ thì họ không có kỵ cái việc mà cưới nhau trong một cái họ hàng như vậy, nhưng mà họ tuyệt đối không muốn kết hôn với người ngoại tộc, và dù ngoại tộc đó là cũng dùng sát lý lị như là vua Masenadi. Quý vị hiểu là không phải là chỉ có sự kỳ thị không, mà còn có một cái sự phân biệt giữa người ở trong dòng tộc và ngoại tộc nữa. Đây là vấn đề rất lớn. Nên chi vua, khi mà vua Masenadi cầu thân đó, thì
ở trong dòng Thích Ca lúng túng. Nếu mà tìm một công chúa dòng Thích Ca gả đi thì việc đó nó đi ngược lại với cái, với cái chủ trương cũng như là với điều đã truyền, đã vốn đã có bao nhiêu thế hệ rồi. Và cuối cùng họ nghĩ ra được một cái là gả, gả đi công đương Vasapa Katiya, nói một cách tống khứ đi một công chúa mà thật sự là được xem như là nó ô nhục khô hoàng tộc, bởi vì công chúa này là cái kết quả của một cái sự qua lại giữa hoàng thân Mahanama và người nữ tiên. Và thưa quý vị, chúng ta được biết đó, là khi công nương Vasapa Katiya được rạ gã đi cho vua Vasenadi thì cái chuyện này nó vẫn là một điều bí mật riêng của dòng Thích Ca, không có tiết lộ ra bên ngoài. Công đương Vasapa Katiya khi mà thành sống với vua Vasenadi thì được nhà vua thương yêu hết mực, một phần vì sủng ái người vợ mới đáng yêu này, và một phần cũng phải nói là do cái lòng thương kính đối với Đức Phật. Không lâu thì hoàng hậu Vasapa Katiya hạ sanh một hoàng tử, mà nó cũng câu chuyện thú vị là được đặt cái tên là cái tên này là cái tên có lẽ chúng tôi không muốn nói thì quý vị chi phối, nhưng mà khi mà đem đến hoàng thái hậu, hoàng hậu nghe cái vị đại thần này hay bị lãng tai rồi, nên chi đã đặt cái tên là quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Lỗi hãy cắt đứt chút. Thì thưa quý vị, chúng ta trả lời câu chuyện là vua Vasenadi và vị công nương từ dòng họ Thích Ca, vị công nương mà chúng ta nói là Vasapa Katiya đó, có với nhau một đứa con trai, và đứa con đó được hoàng thái hậu đặt cái tên là Virudhaka. Và cái tên này quý vị ít có nghe trong tiếng Việt, mà thường là ở trong chữ Hán hay dùng tới tên là Lưu Ly, như thế tiếng Lưu Ly. Nhưng chữ đó, tên Lưu Ly là một chữ đặt tên do một sự hiểu lầm tình cờ, tại vì cái vị quan đi hỏi vị thái hậu là lãng tai nên đã nói một cách sai lầm như vậy. Thì quý đức phá lớn lên là một vị hoàng tử khôi ngô, có sức khỏe và kể như là cũng giỏi giang, và được vua Vasenadi rất yêu thương, và vua đã đặt cho cái vị hoàng tử này ở trong cái ngôi vị của vị Đông Cung là thừa kế ngai vàng. Mà chẳng những vậy mà trong lúc mà thấy đi Đông Kinh Cung á, còn được phong là một vị tướng soái, vị nguyên soái, và cũng
Nhà vua đã đem tất cả cái kỳ vọng là đế nghiệp của mình sẽ trao cho hoàng tử Viduraparsa này. Khi mà thái tử Viduraparsa bắt đầu lớn lên và biết đó, thì thưa quý vị, đã có xin phép mẹ để cho con được về quê ngoại gặp ông ngoại cũng như là những người ở bên ngoại. Thật ra khi mà chúng tôi nói chuyện với quý vị đây á, thì trong tiếng Việt Nam chúng ta quê ngoại là cái âm thanh rất là thân thương, rất là thân thương. Như là chúng ta nói là xương trắng miền quê ngoại chẳng hạn. Nhưng mà đối với người Ấn Độ đó, thì quê ngoại đó, nó lại còn mang một ý nghĩa quan trọng khác. Ý nghĩa đó là xã hội Ấn Độ là xã hội mẫu hệ. Thành ra người con, nhất là con trai lớn lên đó, thì không thể không biết về quê ngoại của mình, mà đặc biệt là mình là con vua mà quê ngoại của mình cũng là dòng vua nữa. Thành ra thái tử bắt đầu hiểu biết chuyện đó là đã sinh về quê ngoại để thăm viếng, để ra mắt. Nhưng mà mẫu hậu á, thì tức là hoàng hậu Kosasatiya đã ngăn cản rất nhiều lần, cản con không cho đi. Bởi vì chính bản thân của bà từ nhỏ đã bị kỳ thị và biết rằng khi mà con trai của mình về quê ngoại đó thì lành ít dữ nhiều, nhất là Viduraparsa không biết được cái nội tình là mẹ xuất thân như thế nào. Do vậy mà nhiều lần từ chối, mãi cho đến khi thái tử Viduraparsa được 16 tuổi. Ở bên Ấn Độ 16 tuổi là cái tuổi gọi là thành nhân, thì lưu hoàng hậu không thể từ chối được nữa và để cho thái tử đi. Hoàng hậu đã gửi một sứ giả về báo tin cho bên dòng Thích Ca biết trước là con trai Viduraparsa muốn về để thăm bên ngoại. Ông ngoại là hoàng thân Mahanama. Thì lúc bây giờ lẽ ra đó, một vị đông cung thái tử của sứ Kosala, một sứ lớn mà dòng ta là chư hầu, thì sẽ được đón tiếp một cách rất là trọng thể. Nhưng mà bên dòng Thích Ca lúc bây giờ lại nghĩ rằng người này tuy là một hoàng tử, tuy là giọt máu của vua Vasenadi, tuy là người sẽ thừa kế ngai vàng của sứ Kosala, nhưng mà lại là con của một vị hoàng hậu, mà vị hoàng hậu đó mang cái dòng máu không thanh tịnh, tức là dòng máu của một nữ tỳ, tức là Viduraparsa đó, tuy rằng là hoàng tử nhưng mà là cháu ngoại của một nữ tỳ. Cái chuyện này thì khi chúng tôi kể ở đây thì quý Phật tử nghe rất là vô nghĩa. Chúng ta bây giờ rất là vô nghĩa, nhưng với trong xã hội Ấn Độ, trong văn hóa Ấn Độ và trong cái nhìn của dòng họ Thích Ca lúc đó lớn chuyện lắm, lớn chuyện lắm thưa quý vị. Thì lát nữa chúng tôi sẽ nói chi tiết khác, quý vị thấy tại sao nó lớn chuyện như vậy. Thì bây giờ dòng Thích Ca không có sự lựa chọn nào khác là phải đón tiếp thôi. Nhưng mà bởi vì được báo tin, thành họ thu xếp những cái vị trưởng tộc, những cái vị hoàng thân mà có vai vế lớn ở trong dòng Thích Ca đó, đều sắp xếp một chuyến đi chơi xa, ở trên núi xa đó, và giống như là đi xa không có về kịp. Do vậy ở trong kinh thành Kapila Quá Thú chỉ còn lại những vị hoàng thân trẻ tuổi đồng trang lứa với Viduraparsa mà thôi. Người ta
đã bố trí ra một cái cung điện rất là sang trọng, làm một cái buổi khánh tiết mà ở trong đó bao nhiêu là thực phẩm sơn hào hải vị, bao nhiêu là những chương trình văn nghệ rất là hấp dẫn để chào đón Thái tử Viduttapa. Nhưng mà Thái tử không gặp được ông ngoại mình, tức là hoàng thân Manama và những người trưởng tộc, mà thấy chung quanh toàn là những thái tử trẻ, thì thật ra cũng hiểu gì. Thấy vậy thấy lạ mà hỏi thăm thì được biết rằng những vị này đã bận đi xa vì lý do này lý do kia vậy đó. Thì thôi, thái tử cũng đành tiếc quá. Thời xưa không phải giống như chúng ta bây giờ mà có điện thoại, rồi có FaceTime hay là có email mà chúng ta nhắn tin trước, nghĩ rằng à, mình báo cáo, mình lịch đến học là cả phong đúng thời thôi. Nhưng nó lại do cái nghiệp lực đưa đẩy đó, nó xảy ra một chuyện là sau khi cái đại yến tàn rồi, và thái tử Viduttapa cùng với những tùy tùng rời khỏi cái hoàng cung điện đó, thì đi một đổi thì thái tử mới hỏi cái người hầu cận là thanh bảo kiếm ở đâu không thấy. Thì người hầu cận mới bất chợt thốt rằng: muôn thôi thái tử, hạ thần đã phạm một tội rất lớn là bỏ quên để lại trong cung điện. Tức là khi thái tử đang thưởng thức đại yến thì giao cái thanh bảo kiếm cho người hầu cận. Thì người hầu cận nói rằng xin sẽ trở lại, và sẽ trở lại để lấy. Nhưng mà thái tử không cho. Thái tử nghĩ rằng khi mà đưa một cái người hầu cận như vậy trở lại thanh bảo kiếm, nó có vẻ như là chưa đủ cái sự trang trọng lắm, thôi tự mình trở lại. Và thái tử Viduttapa đã trở lại một mình. Và bây giờ cái câu chuyện nó mới là phiền, là khi mà Viduttapa tự mình quay trở lại cái cung điện đó, thì lúc đó mọi người nghĩ rằng hoàng cung không có hết tiệc rồi, không còn canh gác cẩn mật, không có người gác cửa cái gì nữa, và mọi người đang lo dọn dẹp, là dọn dẹp, và do đó thái tử đã tiến vào ngay bên trong của cung điện mà không gặp bất cứ ai ngăn cản lại. Và khi tiến vào thì chỉ thấy người ta đang dọn dẹp, nhưng mà có một cái cảnh tượng là cái ghế mà thái tử Viduttapa đang ngồi đó, đã ngồi hồi chiều đó, thì người ta lại dùng sữa dê để họ rửa. Cái này là cũng là một cái phong tục của người Ấn Độ, thứ gì người Việt Nam ngày xưa hay có phong tục là đốt lông để trừ những xui xẻo, thì người Ấn Độ đó thì thí dụ như cái chỗ nào chỗ cao trọng mà lỡ có một cái người mà gia cấp thấp đến ngồi thì sau đó để cái chỗ đó nó được hoàn nguyên trở lại sự cao quý đó, thì người ta dùng sữa là một thức ăn mà tương đối đắt tiền, tương đối có giá, họ rửa cái đó rồi họ dùng nước họ rửa là sữa, thì kể như là cái chỗ đó nó mới lại, nó khôi phục được sự trang trọng của nó. Mà nếu mình ngồi chỗ nào mà người ta dùng sữa để mà họ rửa chỗ đó đó, tức là chứng tỏ là họ coi mình là tệ hại lắm, là thấp kém lắm, họ mới dùng sữa họ rửa chỗ ngồi của mình. Do đó thái tử bước vào mà chụp lấy thanh gươm của mình, và thái tử đã tống cổ một người đang làm trong đó để hỏi cho ra chuyện tại sao lấy sữa để rửa cái ghế. Và cái người sự là họ biết chuyện và họ cũng không muốn chết vì dưới thanh gươm đó, thì bất đắc dĩ phải khai thật là thật ra thì ngài vốn là cháu ngoại của một nữ tỳ ở trong cung. Câu chuyện vậy đó. Vừa nghe xong thì thái tử vừa buồn tủi về cái thân phận của mình mà vừa nổi giận,
nhưng trong cuộc đời chưa bao giờ sanh ra làm vị hoàng tử, mà có một cái thân phận mà bí mật thấp kém như vậy, và cũng chưa bao giờ cảm thấy căm hận ai mà đã hạ nhục mình đến mức độ như vậy, đến chỗ mình ngồi mà phải lấy sữa ra mà rửa. Thì thưa quý vị, Thái tử Vidurapa đã nói một câu nói như vậy: ngày hôm nay dòng họ Thích Ca dùng sữa để mà rửa cái chỗ ngồi của ta, mai hậu thì ta sẽ dùng máu của dòng họ Thích Ca để mà rửa lời nỗi nhục này. Quý vị biết là Thái tử là một người sanh ra ăn trên ngồi trước, lại là một thanh niên nổ khí, và cũng do cái nghiệp quá khứ, ba vốn thức nó trộn lại, thành ra cái hận thù nó cao chất đất. Khi mà Thái tử trở về lại thành Xá Vệ đó, thì thưa quý vị, đem câu chuyện đã kể lại cho vua và sẽ đi đấy nghe, và vua sẽ đấy dĩ nhiên là nổi giận. Chẳng những giận dòng Thích Ca, mà nhà vua quyết định là tức phế cả hoàng hậu qua sát phát Katia, và tức phế luôn vì đông cung Thái tử, tức là bị đuổi ra bắt. Nhưng mà thưa quý vị, lúc đó thì nhà vua lại đến trình chuyện với Đức Phật, và Đức Phật cũng khuyên, Đức Phật khuyên là nên nhìn trở lại, không nên phản ứng theo thường tình như vậy. Và nhà vua đã nghe lời Đức Thế Tôn, không có tức phế hoàng hậu, và cũng không có lấy lại cái danh vị đông cung thái tử. Nhà vua thật sự rất là thương con, và nhất thời thì nóng nảy, nhưng mà sau đó suy cùng nghĩ cạn đó lời Đức Phật dạy, nên đã hồi tâm. Nhưng mà điều đó nó không phải là đã xóa đi cái nỗi hận thù trong lòng của Ví dụ Đức Phật. Thì quý vị biết rằng Cô Ba Sê Ná Tí bằng tuổi Đức Phật, mà nhà vua đã sống tới 80 tuổi rồi mất, mất trước Đức Thế Tôn chừng 7-8 tháng thôi. Và ngay khi nhà vua mất thì đó là năm cuối đời của Đức Phật. Ngài đúng 80 tuổi, chỉ vài tháng sau là Ngài rời Kosala để trở về thành Vương Xá. Cái chuyện mà chúng tôi đang kể quý vị nghe đó là những tháng cuối đời của Đức Thế Tôn. Thì ngay sau khi vua Vasenadi băng hà, Thái tử Vidurapa đăng quang trở thành vua xứ Kosala, thì việc trước hết mà tân quân Vidurapa làm đó là quyết tâm cử đại quân thân chinh sang sát phạt dòng Thích Ca, để dòng Thích Ca thấy được rằng cái chuyện mà đối xử bạc đãi, không phải bạc đãi mà đã coi thường mình, coi thường thân thế của mình đó, là một điều mà dòng Thích Ca phải trả một giá rất đắt. Thì khi tân quân Vidurapa cử đại quân đi như vậy đó, và như trong câu chuyện này chúng ta thấy là Đức Thế Tôn biết chuyện, Ngài đã đến ngay tại cái biên giới giữa xứ Kosala và vương quốc của dòng Thích Ca ở tại biên giới. Ngài đã không ngồi ở một cái cội cây có bóng mát, mà Ngài ngồi ở giữa trưa nắng, nắng chang chang, nắng rất nóng, Ngài ngồi đầu trần như vậy. Vì Quý Đu Đa Phá đem quân đến, thấy Đức Phật ngồi, mặc dù Quý Đu Đa Phá là thân quyến của Đức Phật, mặc dù Quý Đu Đa Phá cũng kính Đức Phật như vị trưởng bối, và cha của Quý Đu Đa Phá là vua Ba Sa Na Ní rất kính trọng Đức Phật, nhưng mà không nghĩa là vì vậy Quý Đu Đa Phá không hận thù bên ngoại của mình, nhưng mà vẫn giữ thái độ lễ phép đến Đức Phật, đến đảnh lễ Phật và hỏi Ngài: mà Đức Thế Tôn, tại sao Đức Thế Tôn lại ngồi giữa ngoài trời chưa nắng chang chang mà không có bóng mát như vậy? Thì Đức Phật Ngài dạy rằng Như Lai đã có bóng mát của quyến thuộc,
Câu nói của Đức Phật là một câu nói ý vị: Như Lai đã có bóng mát của quyến thuộc. Và Quý Thú Ra Bá là một người thông minh. Khi nghe Đức Phật này nói như vậy thì biết rằng Đức Phật thừa hiểu Quý Thú Ra Bá đang cất đại quân sang sát phạt Dùng Thích Ca. Và cũng vì nể kính Đức Phật mà Quý Thú Ra Bá đã thu binh. Nhưng chữ thu binh này chỉ nhất thời để tránh mặt Đức Phật, không muốn đụng chạm đến Đức Phật, một người mà Quý Thú Ra Bá xem là một vị trưởng bối, xem là một bậc thầy, thầy của cha mình nữa, thầy của phụ vương mình nữa. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chuyện đó xảy ra rồi, Quý Thú Ra Bá lại nghĩ lần này không có Đức Phật thì sẽ xuất binh để sát phạt Dùng Thích Ca. Lần thứ hai Đức Thế Tôn cũng xuất hiện và ngăn cản lần thứ ba. Nhưng lần thứ tư thì Đức Thế Tôn là quán sát. Đức Thế Tôn thừa hiểu một điều là Dòng Thích Ca vốn có cái nghiệp theo trong kinh ấy, thì Dòng Thích Ca đã từng là một, ở trong quá khứ xa xưa cũng từng là một thân quyến ở trong một cái ngôi làng và làm một cái cuộc đại sát là tác đìa để bắt nhiều cá, để bắt cá. Mà do vậy đời này đó thì Dòng Thích Ca bị trả cái giá đó. Lâu lâu thưa quý vị, chúng tôi thỉnh thoảng có xem một vài cái hình ảnh người ta tác đìa ở miền quê đó, thì chúng tôi lại nhớ đến câu chuyện này. Và rồi lần thứ tư Đức Phật đã không ngăn cản. Nói về câu chuyện này thì sư trưởng có viết câu thơ như vậy là: bao giờ nghiệp đến thì thôi, chí thân nhân khổ đứng ngồi sao an. Thì thưa quý vị, ở đây nó cũng là một cái điểm rất là tế nhị, là Đức Phật ngài đã hóa độ thân quyến rất nhiều người để xuất gia tu tập giải thoát, nhưng mà những người còn lại khi mà thảm sát thì Đức Thế Tôn đã can thiệp 3 lần. Nhưng rồi cuối cùng thì cái nghiệp lực thì cũng phải để như vậy. Chúng tôi chỉ muốn thêm một chi tiết nhỏ thôi, là sau cuộc thảm sát đó đó thì Quý Thú Ra Bá đã bắt ông ngoại của mình, tức là hoàng thân Mahanama, về thành Xá Vệ. Mà trên đường đi đó thì vì kính ông ngoại, nhưng mà rồi cũng không thể, nên Quý Thú Ra Bá đã bày một bữa cơm để ăn chung với ngoại. Nhưng hoàng thân Mahanama đã không ăn và nói là đi đường mệt nên muốn tắm một chút. Mà khi đến cái hồ thì hoàng thân Mahanama đã cầm mình để dưới đó, nhưng mà không có chết. Và sau đó thì hoàng thân Mahanama đã khôi phục lại cái dòng họ Thích Ca và xây dựng một cái gọi là thành Ca Tỳ La Vệ mới, mà chúng ta gọi là hậu Ca Tỳ La Vệ. Riêng về vua trẻ Quy Đu Đa Phá, trên đường trở về Cá Vệ Pháp Xá Vệ thì đã đóng quân ở tại một cái bờ sông, và một cái cơn thủy triều lớn, nó cũng là sự dung rủi của cái nghiệp, đã tạo nên một sóng thần đã cuốn phăng đi, là một cơn thác lũ cuốn phăng đi Quy Đu Đa Phá và một cái đại binh, và tất cả đều chết. Chúng tôi không kể câu chuyện này nhiều bởi vì mai mốt quý vị sẽ nghe Hòa Thượng Từ Siêu kể câu chuyện này chi tiết hơn ở trong cái giáo trình sắp tới, đó là học Phạn ngữ bằng kinh Pháp Cú, tục tế trường Pháp Cú. Thế Phật tử, trong cái câu chuyện sau cùng ở đây thì chúng ta thấy rằng thời Đức Thế Tôn còn tại thế đã có những cái cuộc can qua giữa quốc gia này đến quốc gia khác. Và trong trường hợp thứ ba này là một quốc gia đó lại liên quan đến quê hương của Ngài, nơi xuất thân của Ngài là dòng Thích Ca. Và chúng ta cũng đã được nghe câu chuyện khác
như là bên nội tu môn, bên ngoài và bên nội của ngài, tức là bên sư Cô Ly Giá và dòng sắc giả, đã từng có lần suýt nữa là đổ máu vì tranh nhau với nước sông của dòng sông Rohini. Chúng ta cũng nghe những câu chuyện là vua Sạ Thế, trước khi Đức Thế Tôn viên tịch, đã từng muốn đem quân thôn tính sứ Quách Chi và nhiều trận nữa. Thì ở đây thưa quý vị, có đôi lúc chúng ta tự hỏi là tại sao Đức Thế Tôn là Phật, tại sao Đức Thế Tôn là đấng đại từ đại bi, ngài không có làm mạnh hơn để hóa giải chiến tranh như vậy. Chiến tranh khi mà chúng ta nhìn ở bên ngoài đó, đó là một cái nhìn của bên này đúng, bên kia sai, bên này chánh nghĩa, bên kia là gian tà. Nhưng mà thưa quý vị, ở trên thực tế, đó là một cái bi kịch mà ở trong đó mang rất nhiều, mang rất nhiều những cái căn nguyên sâu xa, nhất là về nghiệp lực mà chúng ta thật sự không có biết hết đâu. Chúng ta không có biết hết. Chúng ta chỉ nhìn thấy một chiều, một phương diện. Và Đức Phật ngài vẫn có những lời dạy cho thế gian này. Nhưng bản thân của Đức Phật là Phật. Bản thân Đức Phật là một nhà giáo dục. Bản thân của Đức Phật là một vị Pháp Vương ánh đạo đến cuộc đời này. Ngài không phải là vị vua, không phải là Thượng Đế để mà xử lý, để mà giải quyết. Ngài phải là thần linh mà giải quyết tất cả mọi việc. Đức Thế Tôn đã mang cái ánh sáng Phật Pháp cho đời bằng các để lời cha tài giáo Pháp mà ngày nay chúng ta còn có được. Nhưng rồi không phải là vì vậy mà ngài vận dụng cái uy tín hay là thế lực này, thế lực khác để hóa giải những cái hận thù tranh chấp trong đời. Về điểm này đó, thì nó lại là một cái điểm rất ư là tế nhị lắm. Khi mà chúng ta nói đến cái vị thế của, không phải của Đức Phật thôi mà của nhà sư, của những vị tu sĩ và cái cục diện chính trị ngày hôm nay. Từng rồi thưa quý vị, có một cái chương trình phỏng vấn chúng tôi, mà ở trong đó đó, người phỏng vấn họ đưa ra một cái sự việc xảy ra, vừa xảy ra, là có một vị hòa thượng ở tại Houston. Vị này cũng tu và cũng thường thích đưa ra những cái lời bình luận về chính trị. Vị này đã có một lời tuyên bố, đó là hồi xưa tôi dùng cái passport Mỹ tôi rất là hãnh diện, bây giờ xài cái passport Mỹ tôi rất là nhục nhã, tại vì nước Mỹ thời tổng thống Biden rất là yếu hèn, đã không làm gì khi mà Nga xâm lăng Ukraine. Thì thưa quý vị, chúng tôi không có muốn có cái bình luận gì ở tại đây về cuộc chiến tranh đó, và dĩ nhiên là nhà sư đó, thì chúng ta không mong là thế giới này có cái đau thương xô xát. Nhưng mà chúng ta nói như vậy là cái sự việc nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ, là theo bên này chống bên kia, hay là được hay là mất. Ví dụ như là bây giờ có nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng cuộc chiến Ukraine là một cái sự đe dọa đối với phương Tây. Nhưng mà ở trên thực tế ông Putin cũng làm lợi cho phương Tây rất là nhiều. Tại vì sao? Không có cái hành động của ông Putin thì NATO chưa chắc đã đoàn kết mạnh, phương Tây chưa chắc đã đoàn kết mạnh. Và
Nếu không có nước Nga thì những cái công ty sản xuất vũ khí của Tây Phương, ví dụ như hãng Lockheed, chưa chắc đã có thể bán được nhiều chiến đấu cơ F-35. Như cuộc chiến đã xảy ra đó, thì nó lại là một cái dịp để người ta thấy có cái nhu cầu cần thiết đi vũ trang. Và những người buôn bán vũ khí họ lại buôn bán được nhiều hơn. Đôi khi chúng ta không có nhìn thấy hết tất cả một cuộc chuyện, chúng ta chỉ thấy một chuyện thôi. À, chúng ta thấy một chuyện thôi. Thật ra chúng ta bày tỏ cái cảm xúc nhất thời, nhưng mà kỳ thật đó là một chuyện rắc rối lắm. Chuyện rất là ở trong đó giống như một cái cuồng chỉ rối vậy. Cái thế giới của phương Tây, thế giới của tư bản, cái chuyện mà họ tính toán hơn thua, hơn thiệt, lợi bất lợi, họ tính rất là thực tiễn, chứ không giống như chúng ta nghĩ. Nên chúng ta là người con Phật thì chúng ta phải nắm được cái chìa khóa rất là quan trọng, là trong hoàn cảnh nào cũng vậy, đối diện với tất cả mọi thứ, riêng ở trong lòng thì phải giữ tâm không có phiền não, không có nuôi ác niệm. Nếu chúng ta nuôi ác niệm, ví dụ như là bây giờ mình nghĩ rằng cái bên này quấy phải đập cho đến chết, thì mới nghe nó là tiêu trừ cả ác thì nghe nó hay, nhưng mà thực sự nó cũng là một ác niệm đấy quý vị. Quý vị thấy không? Nó khó lắm, nó không phải đơn giản đâu. Không phải là chúng ta nói là con cọp nó dữ rồi chúng ta kêu gọi mọi người giết cọp như là sát nhất miêu cứu vạn thử. Có những loài giả thú rất hung hãn, nhưng đem giết hết thì nó cũng có vấn đề. Và cái điểm mà không nuôi ác niệm trong lòng đó, đó lại là một chuyện khó. Và đối với thế giới bên ngoài đó, thì thật ra chúng ta nếu là người con Phật đúng nghĩa đó, thì chúng ta phải sống với tinh thần từ bi hỷ xả. Nó cũng lại là một chuyện rất là khó tiêu hóa đó. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu học, nếu chúng ta không có mở lòng ra, không có đặt câu hỏi rằng Đức Phật đã dạy chúng ta sống như thế nào, thì đôi khi chúng ta là hành xử trong cách hành xử quên đi mình là người Phật tử, quên đi mình học Phật pháp, quên đi chúng ta là người đi theo con đường của Đức Phật. Nó khó lắm, và điểm này khó. Cái chuyện mà mình nói về những cái thượng duyên, nói về những điều tốt đẹp, nói về những điều hoan hỷ về đó, ở trong những cái bi kịch, ở trong những cái khổ ải của thế gian, ở trong những cái can qua đó, thì thưa quý vị, là một quyết định không phải dễ dàng. Và trong cuộc đời này, để giữ cái nhìn của mình cho được tốt, cho được hiền thiện, đúng theo lời Đức Phật dạy, rất cần đến cái trí tuệ của chúng ta lắm. Cần lắm thưa quý vị. Nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ đánh mất đi điều đó. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở đây. Và thưa quý vị, bây giờ thì còn 15 phút còn lại, chúng tôi sẽ thỉnh chư Tôn Đức, bạch Hòa Thượng Thầy Siêu, không biết Hòa Thượng có còn ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng còn ở trước máy thì xin Hòa Thượng nói cho vài lời. Dạ, có lẽ Hòa Thượng không có còn ở trước máy. Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tân nghe được, xin Thượng tọa Hoàng Nghị cho biết. Dạ, dạ xin thỉnh Thượng tọa Pháp Tân có một đôi lời về đề tài ngày hôm nay. Bạch Thượng tọa, xin kính thỉnh Thượng tọa. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng tọa Tề Quyền, Thượng tọa Bình Hạnh, Đức Tiệt Tri, Đệ Đức, Tề Đức, Sư Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thỉnh chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây đó thì
khi nãy giờ thì được nghe những cái câu chuyện liên quan đến cái cuộc đời của Đức Phật xuyên qua về cuộc đời, thì con nghĩ rằng đối với Đức Phật thì Ngài là một vị Phật chánh đẳng chánh giác, cho nên là khi mà Ngài ra giáo hóa độ đời thì gặp những cái thuận cảnh nghịch cảnh cũng có. Có những người đó thì luôn luôn có những cái chống phá Đức Phật, có những người thì quy ngưỡng Đức Phật. Thì ở đây đó thì Đức Phật Ngài cũng đã đọc lại những cái câu chuyện này đó, cuộc đời Đức Phật, thì chúng ta thấy nó là một cái bài học để cho mình nhắc nhở xưa cũng như nay đó. Khi mà mình gặp những cái chuyện gì đó nó thuận hay là nó nghịch đó, thì với cái trách nhiệm của một cái người tu đó, thì mình làm sao giữ được cái đời sống tu tập của mình, đó là chính. Bởi vì ở đây đó, con nghĩ rằng Đức Phật thì cũng không phải là tiếp độ hết để những người không có duyên, mặc dù là cái quy lực, cái phước đức của Ngài rất là lớn. Ngài được mệnh danh như là thầy của chư thiên và nhân loại, nhưng mà rồi đó thì Đức Phật Ngài chỉ tiếp độ với những người có duyên biết được Phật Pháp đó, ít nhiều, sâu hay là cạn, rộng hay là hẹp đó, thì mình đã có duyên. Chúng tôi nghĩ là mình có cái duyên, nhờ có cái duyên đó đó, cho nên là mình có được cái niềm tin ở trong giáo pháp này, rồi mình cũng hân hoan hoan hỷ để đón nhận cái giáo pháp này, để thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên xét thấy đó cũng là một cái, chúng ta là những người có cái duyên đối với Phật pháp. Chứ để rồi là mình không có duyên thì mình quảnh mặt quay lưng với lại Phật pháp thôi. Cho nên nếu mà đã được Phật pháp á, thì mình cố gắng để mà mình hành trì. Khi mà mình hành trì như vậy, nó trở thành một cái, chúng ta nói như một cái duyên kết chặt. Rồi lần lượt, rồi chúng ta cũng được đầy đủ những cái công đức của chúng ta, rồi đầy đủ những cái phước báo của chúng ta, thì chúng ta có được cái sự thành công. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên nếu mà học về cái lời dạy của Đức Phật, cũng như là cuộc đời Đức Phật, nãy nghe kể chuyện về Đề Bà Đạt Đa chống phá Đức Phật, rồi Vidu Đá Phá, một cái vị trong hoàng thân nhưng mà rồi cũng có cái tâm sát hại dòng họ Thích Ca, thì ở đó nghĩ rằng là trên cuộc đời này thì nó có những cái quan trái. Nếu nó không có cái quan trái thì chắc là cũng không có cái chuyện gì nó xảy ra một cách dễ dàng như vậy. Cho nên chính Đức Phật á, mình đọc lại những câu chuyện như vậy thì mình thấy rằng nó hết sức là cái đời thường ở trong đời sống hiện tại này. Đời sống hiện tại này mình hiểu được Phật pháp, mình thực hành được cái lời dạy của Đức Phật, rồi mình lại là có những cái sự kiên trì
kiên trì bền bỉ, mình cứ tu tập, cứ làm theo những gì mà mình nghĩ đó là đúng, những gì đó là Phật pháp. Cho nên là cái điều đó nó đã khiến cho mình càng có được cái sự hoan hỷ hơn. Thật sự ra thì chúng ta cũng biết đó, đời sống luân hồi của chúng ta nó rất là dài. Rất là dài. Cũng không phải là nói một ngày một bữa mà chúng ta đã làm xong cho một cái phận sự của một cái đời, của cái đời sống phạm hạnh này. Nhưng mà rồi đó thì có những cái lúc như thế này, có những cái hoàn cảnh như thế này, chúng ta trải qua bao nhiêu cái thuận cảnh, rồi cái nghịch cảnh, rồi bao nhiêu những cái việc đó đó, chúng ta thấy là nghĩ như là một chặng đường mà chúng ta cần phải bước qua. Cho nên là chặng đường thì chúng ta biết là có lúc cũng bằng phẳng, có lúc cũng gồ ghề lên gần xuống thác, rồi có lúc thì cũng bị gai góc đá, có lúc thì nó cũng cỏ mọc rồi cũng tùm, rồi hoặc là có những lúc thì người ta cũng trải thảm. Cho nên là mình đi qua những cái chặng đường như vậy đó, thì đừng nghĩ rằng cái đó là cái thành công của mình. Nghĩ đó là thành, đừng nghĩ đó là những cái thành công của mình. Cho nên là cũng nghĩ là những chặng đường để chúng ta cần phải bước qua thôi. Cuộc sống tu tập là như vậy. Như vậy. Cho nên nếu mà mình nhìn lại dời cuộc đời của Đức Phật thì mình càng quý kính Đức Phật hơn, quý kính Đức Phật hơn. Giáo pháp của Đức Phật mà mình hiểu đó thì nó đa chiều, nó đa chiều lắm. Khi chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta thấy rằng nó hết sức, có những điều mà chúng ta thấy rằng nó hết sức là đời thường. Nhưng mà qua cái điều mà Đức Phật ngày ngoài cư xử, ngày ứng xử đó, thì đã là một cái bài học giáo hóa rất là nhiều. Thí dụ như là cái chuyện mà các vị tỳ kheo bất hòa nhau, rồi Phật vô trong khu rừng Ba La Giá để mà ngài an cư ở tại đó. Khi mà ngài can thiệp không được, ba lần mà ngài can thiệp không được, giảng hòa không được, thì ngài lại trở vào trong rừng Ba La Giá Cá để mà ngài an cư kiết hạ ở tại đó. Rồi là sau đó là những người cư sĩ họ thấy không có Đức Phật, cho nên là họ yêu cầu ngài A Nan đến thỉnh Đức Phật vào trong rừng Ba La Giá Cá, thỉnh Đức Phật về. Từ đó nó mới có cái sự hỷ lạc đối với chư tăng. Chứ còn Đức Phật mà ngày 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 vắng thì không có một cái sự quần tụ hộ độ của những người đàn tính, những người đàn tính. Cho nên ở đây đó, những cái điều mà mình nghĩ Đức Phật là một bậc cao cả đó, cho nên là dù trong một cái hoàn cảnh nào đó, thì Đức Phật ngài cũng luôn mang đến cái sự lợi lạc cho tất cả trời và người. Mặc dù là biết rằng là trong tứ chúng này Đức Phật được tiếp độ, thì tùy vào mỗi người mà Đức Phật ngài lại có được cái sự tiếp độ. Khi mà ngài tiếp độ như vậy đó, thì tùy vào cái hoàn cảnh của người đó mà Đức Phật ngài nổi pháp, để rồi làm sao họ có được cái sự hướng đến với Phật pháp này. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái giáo pháp của Đức Phật đó, nó được ví giống như là một cái đám mưa mà mình thường được nghe như là pháp vũ, đám mưa. Bởi vì khi mà đám mưa rơi xuống á, thì cây lớn, cổ thụ lớn thì hưởng lượng, cây cỏ nhỏ thì
cái lượng nước ít. Nói chung là cây cổ thụ cho đến những cỏ, cây cỏ nho nhỏ đó cũng được hưởng được cái lượng nước đó. Hay là giáo pháp Đức Phật ví như là một cái thuốc trị bệnh. Cái thuốc trị bệnh thì tùy theo căn bệnh của mỗi người mà mình uống cái thuốc đó để trị bệnh, thì cái thuốc đó nó để là chữa lành những cái tâm bệnh của mỗi người, của mỗi chúng sanh. Cho nên nếu mà mình học về cuộc đời Đức Phật qua những cái nhân vật mà Đức Phật đã từng tiếp độ, họ đã từng, họ vào thời Đức Phật đương thời họ đã từng có mặt đấy, thì ở đó họ cũng nhìn về, mình nhìn về Đức Phật mình cũng cảm thấy đó là một cái điều mà khởi tinh ở nơi Đức Phật, rồi mình lại càng hoan hỷ hơn thêm từ ở nơi cái việc mà Đức Phật đã để lại cái kho tàng pháp bảo này, và từ đó mình mỗi người đều có được cái sự lợi lạc đó. Con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, quý vị có nghe nghe không ạ? Chúng tôi cũng thấy hết hết giờ rồi. Dạ. Không thấy Thượng Tọa giác, quý vị có thấy Thượng Tọa giác đẳng trở lại không ạ? Dạ, em bây giờ thì cũng hết giờ rồi. Mời quý vị MC lên. Dạ, có thấy Thượng Tọa đưa tay, chính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Dạ, sa thú, kính trừng thầy tổ Pháp Tịnh. Thưa quý Phật tử, có rất là nhiều câu chuyện liên quan đến cuộc đời của Đức Phật cũng như lời dạy của Ngài. Chúng ta phải đọc thật kỹ, suy nghĩ tìm với rất nhiều cái góc cạnh khác nhau để có thể hiểu. Nhưng một trong những điều rất lợi ích nếu chúng ta nhìn lại tất cả những sự việc xảy ra được ghi trong kinh sách và đem quán chiếu trong đời sống hàng ngày. Tất cả chúng ta đều trải qua những cái nghịch cảnh dương duyên. Nhưng mà khi trải qua như vậy thì chúng ta nên nhớ rằng cuộc sống là vậy. Không ai ở trong đời này mà không trải qua những việc, kể cả chính Đức Phật. Chúng ta có cả bao nhiêu cái quá khứ, làm không có bao nhiêu việc thiện việc ác. Những nghiệp thiện nghiệp ác đó nó trổ quả bất cứ lúc nào, thì không có lý do gì, không có một cơ sở nào để nói rằng cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn hảo. Và do vậy chúng ta nên tâm niệm để gặp chuyện vui buồn, chúng ta không có nên sốc nổi quá nhiều, và nhất là nuôi thủ chủ quán. Cái tâm mà để nuôi thủ chủ quán thực ra nó không có lợi ích gì hết, nó hoàn toàn lợi ích gì hết. Chúng ta nên học theo lời Phật dạy. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddhadharma. Ngày mai này chúng ta sẽ có môn tương ứng bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Tự Quyền. Kính đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lạc, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Tha Giá. Sa thú lành thai, con tôi nữ Như Pháp cùng đại chúng đồng đùm thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như giảng dạy bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui. Dạ, con kính tri ân đại đức trợ tri và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con tôi nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng đồng đùm chúng